Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của Basaki TV. Và sau 3 tuần từ kể từ ngày phát hành Vanic Box 360 và thời điểm này đang là năm mới rồi. Thì mình cũng nhân tiện đây thì mình xin Happy New Year anh em. Lời chúc sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, mà đặc biệt hơn là thế giới retro game chúng ta sẽ phát triển hơn để có thể có một cái sự sánh vai cân bằng so với bên gaming ở Việt Nam. Và mình hy vọng là trong năm mới thì cái ngành cái gọi là cái giới retro mình sẽ phát triển, anh em mình sẽ phát triển hơn. Và đặc biệt hơn là mình hy vọng rằng là trong năm nay thì mình sẽ có nhiều bước đột phá mới hơn. Ok, và hôm nay thì chúng ta khởi đầu với một năm mới với tập mới. Giờ hôm nay thì cũng là một ngày đặc biệt, và đặc biệt hơn khi mà có một cái món hàng đây, một món hàng rất là hời, tại vì là đây là một món hàng mình xin tiết lộ hơn liên quan đến GameCube. Cái món hàng này thì mình đã chuẩn bị mòn mỏi chờ đợi sau bao nhiêu, gọi là sau tất cả mọi thứ lại trở về với nhau. Và đây, nó đã trở về với mình. Trên tay đây mình đang cầm cái hộp này. Lát nữa mình sẽ khui ra và mình sẽ cho anh em xem là cái điều gì bí mật ở phía bên trong này hộp này. Ok. Và trước hết thì cần cầm con dao khui cái hộp này. Ok. Sẽ khui chiếc hộp này ra. Đây mình sẽ bóc từng cái lớp ni lông ở bên trong này ra trước. Hơi dùng chút sẽ ra cái này. Ok, bây giờ mình sẽ mở hết cái đống hộp này ra, bóc hết toàn bộ để mà xem có gì bên trong này. Một điều bất ngờ, rất là bất ngờ sẽ đến với anh em trong tập ngày hôm nay, tập đầu tiên năm mới. Hy vọng sẽ có thứ gì thú vị để hôm nay. Hy vọng mà thấy hy vọng sẽ có thứ gì rất là thú vị ngày hôm nay. Và anh em sẽ biết là thứ gì. Ok, chúng ta đang bóc nha. Mình đang bóc một cách cực kỳ khổ sở luôn, siêu khổ sở luôn. Đấy, nhìn chung nó là như vậy. Bây giờ bắt bố đầu rồi, bắt tự không. Ok, không sao hết, có sao đâu. Điều kiện này bọc nhìn chung là bọc khá là kỹ. Chung là mình bọc khá kỹ, lấy cái người gửi thì mình bọc khá kỹ. Ok, ok, rồi. Bóc hết cái đống này ra. Thì nó bị dày quá. Ok. Không bị dày cũng nó hơi nhăn nhở chút, mà nói chung là hàng hóa được bọc khá là chắc. Chính ra là mình dùng cái dao rạch thì cái dao rạch hàng thì bao giờ nó cũng thế hơn, nó cũng rạch tốt hơn, nên rất tiếc. Nhà mình không có dao rạch, còn phải dùng dao cắt hoa quả. Quê thế là cùng. Ok, sau một hồi vất vả mở ra, cuối cùng nó chỉ được như này, công nhận là nó quá dày. Cố gắng mình lần cái đường như này, bây giờ từ bóc cái này đã, bóc cái chỗ ngoài. Nghĩ anh em sẽ rất là
hoặc là hồi hộp để bên xem là hôm nay mình đã order mua cái gì mà mình đã chờ đến cả tháng rồi, nỗi mà bỏ quên cả quay video mà phải chờ sang tận bây giờ mình mới làm. Wow, đây là thứ mà mình muốn nói đến. Mình sẽ lôi ra từ trong cái hộp này ra. Ok, sau một vật lộn là cực kỳ mệt thì mình đã có cả đống như này để cho anh em chiêm nghiệm. Đây chính là bộ sưu tập đĩa GameCube của đa phần ở đây thì đa phần toàn là hệ Âu thôi, nhưng mà do rất phù hợp với con GameCube nhà mình. Tại vì sao? Vì con GameCube nhà mình mất chip rồi, nên mình có một đống cái đĩa GameCube cho anh em có thể tận hưởng xem. Đấy, anh em, wow, anh em thấy chưa? Wow, Little Cell này, Hunter Direct không này. Đấy, còn những không nữa, những bên trong còn nữa. Tôi biết rồi, một số thời gian rồi, còn số thời gian nữa. Wow, Harry Potter, cái rất hay đúng không? Đây là hệ đây cũng là hệ Pan, nhưng mà đây là hệ Pan hệ Úc. Đấy, thường là hệ Úc nó sẽ có cái đánh dấu này, chữ G. Wow, Tony Hawk Pro Skater 4. Mình rất thích tựa game này. Đây là một chính tựa game ngày xưa mà đã từng nổi tiếng, rất nổi tiếng trên PlayStation, và đây là một phiên bản port lại trên GameCube. Tiếp theo là mình lại có một cái đĩa Harry Potter nữa, nhưng mà hai đĩa này thì hình thức thì nhìn hoàn toàn giống nhau, nhưng mà thực ra là hai hệ khác nhau. Nếu anh em để ý là đây là con này là hệ Âu, à không phải hệ Âu, hệ Úc, con này là hệ Mỹ. Đây là hệ Mỹ, đây là hệ Úc. Ok, tiếp theo là một con game cube nữa, nhưng mà bản Platinum, và đây là một trong những tựa game phải gọi là rất là nổi trên PlayStation rồi, cực kỳ nổi luôn. Mình xin phê chút đây anh em. Đây, ta-da! Spyro, một trong những tựa game nhập vai rất là hay và cực kỳ, nói chung là mình rất thích cái tựa game này. Spyro, đây là game rất đặc biệt, ở cái là ngay từ phiên bản PS1 anh em không thể nào chơi đến chết được game này. Thực sự đấy, anh em sẽ phải chơi trên PS2. Và mình cũng thực sự bây giờ mình mới để ý là con này nó có một phiên bản trên GameCube. Một phiên bản GameCube mà lại là bản Platinum luôn. Ok, tiếp theo là game gì đây? Tiếp theo là Đi Tìm Nemo. Phỏng theo bộ phim như anh em đã biết rồi, con cá Nemo, cá hề Nemo rất nổi tiếng từ năm 2003 rồi. Đây là một cái game rất là nổi tiếng. Tiếp, Đi Tìm Nemo. Ok, tiếp theo thì chúng ta có game cuối cùng. À đây, game cuối cùng trong hết sản phẩm mình danh sách này rồi. Đó là Turok. Turok Evolution, game một trong những tựa game hay của Acclaim. Mình chưa có chơi tựa game này bao giờ, nhưng mà mình có nhớ qua là trước đây phần 1 của tựa game này từng được phát hành độc quyền trên Nintendo 64. Và đây là phần spin-off của nó. Bản Revolution. Vẫn là chủ đề là bắn khủng long, giống như tựa game Dino Crisis mà của hãng Capcom phát hành cũng lấy bối cảnh khủng long như vậy. Ok, và ngoài ra thì chúng ta xem trong hộp này còn gì không nhỉ? Wow, anh em này để ý. Đây rồi, đây là một trong những thứ mà mình cũng độc đáo ra thích, đó chính là tay cầm của GameCube, tay cầm màu cam. Ok, để chờ chút để mình sẽ lấy cái tay cầm của mình. Ok, như anh em có thể đã để ý là chiếc tay cầm của mình trước đây, đây chính là cái tay gốc đây, không phải cái tay Sida mà hồi mình mới mua con Cube đâu. Đây chính là cái tay tím, tay tím, thường là cái tay tím này nó đi về máy màu rất đẹp hơn. Nhưng mà tính mình thích là kiểu đã là GameCube nó sẽ đa dạng sắc màu hơn, cho nên là nó sẽ cần phải nhiều màu. Ở đây là cái màu cam của nó rất đẹp. Ngoài ra thì nó có một cái tay Waybird có màu ghi, màu xám và tất cả các màu khác. Đây là tay Trung Quốc nhá. Ok,
Thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần test máy một chút này. Được rồi, quên mất là còn cái đống đồ mà mình lấy ra từ trong cái hộp mà lúc chiều nay mình nhập về, đó là còn thiếu cái con thử nhớ này. Cái con cái này là cái con thử nhớ GameCube. Đây là thẻ nhớ gốc. Ok, để mình sẽ lấy cái thẻ nhớ của mình ra. Mình quên mất còn cái thiết bị nhỏ xíu mà hữu dụng. Đây là thử xếp GameCube của mình, anh em hãy để ý nó khác so với thẻ mà mới đầu mà mình mua con GameCube mà được cái thẻ này. Thực ra thẻ này không phải thẻ gốc của nó đâu, đây là thẻ của một hãng thứ ba, đây là của hãng Madcat. Nếu như anh em để ý là hãng Madcat họ cũng từng làm thẻ xếp cho PlayStation rồi, nhất là từ PS2. Đúng, nó cũng giống như là các hãng thứ ba như là Hori hay là hãng Godzilla làm một cái VMU cho Dreamcast chẳng hạn. Thì đây là một trong những cái thẻ nhớ gốc. Đây, bây giờ mình mới tận mắt nhìn chứng kiến nhìn thẻ nhớ gốc của nó. Nó trông rất là giống cái đầu đọc thẻ nhớ. Thực sự thế, mình thấy nó giống cái đầu đọc thẻ nhớ mà để cắm vào cái con GameCube mà để chơi game có thể nhớ ấy. Nên gọi là để cài Switch với cả cài SSD Media Launcher. Ok. Thì đúng như nguyên mẫu đó là con GameCube mình nó được mod chip rồi, mod chip Xeno rồi để chơi full hệ rồi đi chơi để chép. Lần trước thì mình cũng đã qua nhà ông bạn để thử bơm vài đĩa xong rồi cho vào để chạy thử nó được không, nhưng cuối cùng là nó xì đang nó không đọc. Bây giờ mình sẽ thử xem là nó có đọc được những đĩa này không, mà đây hoàn toàn không có cái nào hệ Mỹ. Có mỗi một cái game Harry Potter của hệ Mỹ, còn lại là hệ Pan hết. Ok, để chúng ta sẽ thử nhé. Theo như đúng tinh thần ngày hôm nay, chúng ta sẽ test đĩa, test cái đống đĩa này và có thể nhớ đây. Mình sẽ mở máy lên và thử con GameCube này trước. Đây là thẻ nhớ này. Bật TV lên. Ok. Để xem là cái ok, đây là đầu AV này. Rồi. Mình đã mở đầu AV con này lên. Mình đã cắm hết toàn bộ rồi, xong xuôi rồi. Bây giờ mình sẽ test luôn bằng cái con tay mới này luôn. Chứ không có cắm con tay cũ nữa. Tuy là test đĩa thôi nhưng mà mình muốn gọi là cái gì đó mới. Gọi là đầu năm mới mà, anh em hiểu chút. Ok, mình sẽ cắm cái tay cầm của mình vào đây. Rồi. Bây giờ máy đã được bật. Từ chút mình sẽ bật máy lên. Ok. Em cu bé chúng ta đã được mở. Bây giờ mình sẽ xuống xem thẻ nhớ xem nào. Ok, format luôn. Ok, đây chính là thẻ gốc của nó, thẻ Madcat. À không phải thẻ Madcat, nhầm, sorry. Đây thẻ gốc của nó giống như thẻ Madcat. Có 59 block save. Và cái thẻ Madcat của mình nó cũng tương tự như vậy. Đấy. Ok. Thì ở trong slot A, đúng là con này nó hơi ung thư một tí, là hình như mình nhớ không nhầm là slot B nó không cho phép cắm thẻ nhớ. Mình cũng nên cắm gọi là một tí xem nó có cho cắm không. Đúng rồi. Chính xác ạ. Thường thì nó không cho phép mình lưu bằng slot B, cho nên là không cắm slot B vào. Sẽ rút thử cái thẻ này ra. Ok. Đấy, thường là slot B ấy. Anh em biết tại sao con GameCube nó không cho phép chúng ta cắm vào slot B không? Vì đơn giản là cái slot B ấy, là cái chức năng đơn giản là để cắm những cái thiết bị khác, ví dụ như là tay cầm Waybird, như là tay cầm không dây cho con GameCube. Đấy, nó là cái đi trước, nó là nằm ở đấy. Ok. Và đúng như tinh thần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ test đĩa. Mình sẽ test chiếc đĩa đầu tiên là Turok ở trước. Sẽ mở cái đĩa ra xem nó như nào. Wow. Phải nói là đĩa này còn khá là xịn. Vì vẫn còn sách hướng dẫn, vẫn còn đĩa ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ mở chiếc đĩa ra. Ok. Rồi. Mình sẽ mở lên. Trước thì mình cắm cái thẻ mới ra. Đấy. Cắm cái thẻ mới ra. Bây giờ chúng ta sẽ
chơi tựa game đầu tiên, xem nó có nhận đĩa này không. Mình sẽ reset lại cái này. Trời bụi quá. Một cái gian lâu rồi mình không sử dụng. Oh shit. Quay mình xít đi. Một con hệ pan. Mình chưa biết như nào vì con này của mình nó đã mod bản thân là nó đã mod Xeno rồi đấy. Còn không đọc được thì mình cũng tiến lại. Cho nên thử con hệ Mỹ đi. Thử con hệ Mỹ xem sang như nào. Ok. Con lên book này. Thế sao? Mình nhìn nha. Con lên book này. Hệ US đấy. Đây là một cái lỗi chung của con này. Đúng là người ta gọi là cụ bé đó không? Đây là khởi động đi vào lại rất là nhiều lần. Ok anh em chờ chút nha. Mình sẽ thử với cái con đĩa gốc này xem. Tại vì con này nó hay có một cái lỗi vặt rất là dở hơi. Một cái là khi mà chúng ta tắt máy mà không dùng một thời gian dài ấy, thì nó sẽ bị một cái lỗi gọi là lỗi no disc. Ở đây nó không phải là bị lỗi đọc đĩa, mà đây vấn đề đây là nó nằm ở cái chỗ là cái mắt đọc con tim kêu đôi khi nó dở hơi, chả biết nó lủng lẳng hay là trục chặt gì, mà kiểu đôi lúc nó kiểu nó gần như nó không đọc. Gần như nó kiểu nó đọc nhưng mà mình khởi động đi cầm lại nhiều lần ấy nó mới lên được. Đó rất là ung thư ở cái điểm này. Rất là ung thư nó nằm ở cái điểm này. Để chút mình sẽ đi xe lại một chút. Em tạm nghỉ một chút nha. Thì mình đã cho nó chạy thành công được một đĩa. Đây mình sẽ bỏ đĩa ra. Mình sẽ test lại cái đĩa kia để xem chạy có được ok không. Tại vì con này thì nó thi thoảng nó anh em tưởng tượng là nó giống như cái xe máy của mình ấy, kiểu mùa đông mà không khởi chạy một tí thì nó sẽ bắt đầu dở hơi ngay. Ok mình sẽ test để cho nó đọc xem con này nó có đọc được không. Tiếng vẫn đang chạy anh em ạ, mình nghe tiếng điện thoại đấy. Đây rồi này. Ok mở con đĩa lên. Đấy, anh em thể thấy là nó cũng cái này nó là một số vấn đề do cái nghĩa là do cái đĩa thôi. Không phải do cái đĩa nhầm. Quên mất, sorry mình lại ngáo cần này. Cầm cái chiếc tiệt của mình thôi. Đấy. Lên vẫn ngon luôn. Woo! Cũng vẫn lên được. Chứ con này có thể kết nối được cả Game Boy Advance anh em ạ. Nhưng phải cắm một cái cục ở phía dưới. Đấy, còn download game này. Open up Speed Arena này. Area. Bắt kết nối cái Game Boy. To Controller Socket 2 như Harry Potter Chamber. Đấy. Đấy, thậm chí có thể kết nối được như này vào với nhau luôn. Đây là một tựa game đầu tiên nhé. Ok, mình đã test được một tựa game hoàn chỉnh đầu tiên. Hệ Mỹ, con này là hệ Mỹ nha anh em nhé, hệ Mỹ ấy. Rồi mình sẽ test lại cái con game Turok hệ Âu kia, xem như nào. Ok, rồi mình sẽ để cái Dragon Ball Z Budokai mình vào đây. Chắc hôm nay mình phải test khá là nhiều đấy. Ok, tiếp theo là Turok hệ Âu, hy vọng là nó sẽ đặt. Thì cái này mod chip Xeno rồi mà chẳng lẽ lại không đọc được thì mình phải chịu. Ok, nó đọc. Cố gắng lên bạn. Đọc đi. Đấy, đọc được này. Đúng rồi con của mình là mod Xeno các anh em ạ. Gọi là đúng rồi, gọi là chuẩn mod Xeno luôn. Cho nên là gọi là khi mà gọi là mình cắm cái đĩa
đĩa của hệ PAN vào con này hệ US mà vẫn đọc được. Quá ok. Đấy, vẫn lên game bình thường này. Vẫn lên game bình thường luôn. Tay của mình đúng là gọi là tay xịn. Dell L03 mặc dù made in China. Đấy. Ok. Okay, một cái đầu tiên là nó không đọc được. Đúng rồi, con này gọi là cú bé của Pháp. Một yêu sinh lý. Okay. Mặc dù con này Moseno đấy anh em ạ. Moseno hẳn hoa luôn, nếu nhìn con chip ở trong máy đi. Okay. Okay. Một con... không biết đây là... À, con này không phải Pan hay đâu nhỉ. Đây, có khi hệ Pan. Con này, từ đầu mình xem nó lên USA. À, con này hệ Mỹ anh em ạ. Con này hệ Mỹ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Hệ Mỹ đây này. À, con hệ Mỹ này, chắc mình nghĩ chắc điện này có đây một cái gì đấy. Ok, tiếp theo mình sẽ test một đĩa hệ Âu, hệ PAN đây. Ok, sẽ test một đĩa hệ PAN. Và gần như tất cả các game trong này đều còn nguyên book hết. Không như cái bộ sưu tập PS2 của mình lấy vừa rồi thì còn đúng là còn vài game còn book. Còn có những cái game còn chẳng còn book cơ. Rồi là hệ Âu nha anh em nhé, hệ Âu nha. Còn vừa rồi là cũng hơi nghĩ mẹ. Oh, sorry. Ok, đang là hỏng lắm đây. Wow, đọc được luôn. Ồ, vẫn chơi được anh em ạ. Vẫn chơi được. Bắt đinh. Ok. Vẫn chơi được anh em ạ, nhưng mà vấn đề ở đây là con này của chúng ta đã bị mất bóng. Một điều cơ bản là con GameCube này có thể đọc được của khác, nhưng mà đổi lại một cái điểm yếu là nó tất cả game đều sẽ không có màu vì kiểu nó khác hệ, nó giống như kiểu PlayStation ấy, kiểu giống như PlayStation này ạ, hiểu một phần ạ. Cũng giống như PlayStation, khi mà chúng ta có quan hệ Nhật thì chúng ta đọc được hệ Mỹ, nhưng mà nếu mà đọc sang hệ Âu một cái nó sẽ thành mất màu như này đấy, mặc dù thì chạy rất là ngon. Đây là hệ Âu thì gần như thành mất màu đấy. À, không có lý do gì phải nói cả. Bây giờ mình sẽ thử một con hệ khác. Ok, vẫn còn nguyên book thì mình sẽ thử tiếp thì Tony Hawk Skater. Con này thì không còn book rồi. Đây, đĩa không còn book rồi. Nhưng vẫn còn đĩa. Ok, này PAN cả. Ok, mình cho vào đây. Đúng con này tôi gọi là hàng kén đĩa. Quá kén luôn. Ok, mình sẽ chơi nhất và cuối cùng lại hỏng mà chơi được. Đen quá đen. Không sao, giờ mình sẽ kiếm một con hệ Âu. Nghĩa một con hệ Âu màu trắng. Thực sự mình rất thích một con hệ Âu, nhưng mà nó có màu trắng thì rất là đẹp. Ok, bây giờ ta sẽ đến với Speed Cell hệ Âu. Thì đây game này ở đây đa phần hệ Âu mà. Đấy, anh em này thấy. Đấy.
từ book này, từ game này. Đấy. Để bỏ ra. Đấy. Game team mình thấy nản con này lắm, tại vì nó thật sự là mang tiếng là mod chip rồi, nhưng mà nó vẫn chơi game của hệ Âu nó vẫn mất màu. Đôi khi mình cay cú một điều là nó nằm ở đây. Đang đọc đĩa anh em ạ. Đến hiện giờ có 2 game ở trong đống danh sách này có thể đọc được. Rồi, mình chưa thấy có gì. Ok, lại một đĩa nữa. Lại một đĩa nữa. Không có đọc được. Tiếp theo, Quy Tịnh Nemo. Wow. Đấy, ta vẫn còn book. Con game này vẫn còn book. Cái Âu luôn. Cái Úc luôn. Đây, cái Úc này, anh em thấy đây. Dolphin. Ở đây có dòng chữ là Dolphin Australia. Úc. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó đọc. Như tên gọi là cô bé thật. Còn là đọc. Chúng ta còn 3 đĩa nữa. Ôi đĩa này cũng lại đọc được. Được rồi rồi. Mua Nintendo khốn nạn thật anh em ạ. Nhiều lúc mình cũng rất là yêu cái hãng này, nhưng mà nhiều lúc mình cũng rất cực kỳ ghét cái hãng này. Lẽ lại phải bảo chính sách các anh như con kẹt. Ok, tiếp theo là Die Hard. Chúng ta còn 3 đĩa thôi. Xem có đĩa nào chạy được. Ồ, Die Hard. Hồi xưa. Đây, Die Hard Vendetta. Nó còn nguyên book ở đây rồi. Đa phần toàn là còn nguyên book hết. Ok. Oh fuck off. Đùa nhau à? Lại thêm một đĩa nữa không có đọc được. Cay quá. Quá cay. Ok, chúng ta còn 2 đĩa thôi. Đây cũng là tựa game Harry Potter đấy, nhưng mà là hệ fan. Hệ Âu. Ok, bây giờ mình sẽ cho con hệ Âu này vào. Reopen. Nói thật sự điều là mình công nhận điều là nó như con PS1. Y hệt như con PS1. Cứ chơi sang của hệ khác là bắt đầu nó deck đọc được. Hoặc là bị lỗi. Tốt nhất là reset lại, mình không nên để đọc như này.
Mình thấy ấn tượng hơn là cái con game Spyro này của mình có cả quả tem, tức là đảm bảo trả hàng trong vòng 7 ngày. Ok, xem nó đọc như nào đây. Khá lâu. Khá lâu, thường những con khác hệ này đọc khá lâu. Nên là đôi lúc mình thấy game kêu nhiều tựa game hay, nhưng mà đôi lúc rất là dở, rất là cay. Một cái là đôi khi nó deck đọc, mà nó có đọc sang hệ khác thì deck deck có màu. Ôi trời ơi. Đời nó khốn nạn thế này anh em. Đời khốn nạn thế đấy. Ok, còn tựa game cuối cùng thôi. Đa phần thì vẫn còn book hết. Đúng là gọi là tuy là có thể không chơi, có thể là nó cũng không chơi được, nhưng mà cho vào bộ sưu tập nhà mình thì vẫn ok. Đấy. Cuối cùng này. Spyro. Tựa game bản Platinum vẫn còn book. Đấy, còn book cuối rồi. Đấy, Spyro Enter the Dragonfly. Bản hệ PAN. Anh có thể nhìn thấy cái đo độ tuổi, thang độ tuổi tầm 6 tuổi này là biết rồi. Điều cuối cùng. Đặt hết niềm tin vào Mi đấy. Đọc đi mà. Ô, đây rồi này. Vẫn vào được. Sẽ mất màu không? Mất màu, đúng rồi. Hệ pan mà địa Mỹ đọc bao giờ cũng mất màu. Biết mà. Nhưng rồi sao cũng đọc được là ngon rồi. Một đĩa Platinum như con này. Quá được anh em ạ. Quá được. Ok. Đấy, chúng ta có thể thấy là đây có sếp luôn. Spyro rất hay. Thực sự thấy luôn. Trẻ con ai cũng yêu tựa game này. Đây là chú rồng cực kỳ đáng yêu luôn. Ok, select. Đấy, một tựa game không màu và kẻ sọc sọc. Đúng kiểu chuẩn chất nếu như anh em mà chơi hệ Âu luôn. Ok. Và đến đây là mình đã test hết cái đống này rồi. Và nếu như anh em mà thực sự yêu thích kênh mình thì hãy like, hãy subscribe. Và đặc biệt hơn thì nếu như anh em mà ví dụ như là muốn giúp đỡ kênh mình hơn thì anh em có thể gã inbox cho mình vài cái đĩa hệ Mỹ cũng được. Ok nhé. Và cảm ơn anh em đã xem kênh của mình. Nhớ like, subscribe và ủng hộ kênh bọn mình nha. Bye bye.